Ngọc Ánh và Tuấn Hiệp xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Shopping Queen. Thưa quý vị và các bạn, nếu bạn là một người đang gặp vấn đề với những cơn đau nhức xương khớp, thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau do xương khớp gây ra, và các cơn đau cũng khiến cho bạn không thể đi lại hay là sinh hoạt như một người bình thường. Bạn đã trải qua rất là nhiều những phương pháp hỗ trợ điều trị khác nhau, tuy nhiên là không có được kết quả tốt. Bạn loay hoay không biết phải làm thế nào để vừa có thể làm giảm các cơn đau xương khớp mà không gặp phải các tác dụng phụ như nóng gan, đau dạ dày. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ bật mí một bí quyết dành riêng cho người bị đau xương khớp. Bí quyết đó chính là viên sủi xương khớp Boca. Vâng, thưa quý vị và các bạn, viên sủi xương khớp Boca là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được ứng dụng công nghệ enzyme siêu hoạt hóa độc quyền từ Cộng hòa Liên bang Đức cùng với chiết xuất hypoglycerin có trong cây móng quỷ. Và đây được coi là một bước đột phá mới của y học nước nhà trong việc hỗ trợ điều trị xương khớp và mang lại hiệu quả cao trong việc giảm đau, kháng viêm và chữa lành các cơn đau, thúc đẩy cho quá trình tái tạo và phục hồi mô sụn hiệu quả. Anh Tuấn Hiệp này, theo như tôi được biết thì công nghệ enzyme siêu hoạt hóa được coi là một trong những yếu tố làm cho sản phẩm Boca trở nên khác biệt so với tất cả các sản phẩm có mặt trên thị trường. Vâng, Ngọc Anh nói rất đúng đấy ạ. Thì cơ chế của công nghệ này đó chính là việc dùng chính các enzyme trong cơ thể để tạo phản ứng hóa sinh, giúp cho các dưỡng chất hoạt động nhanh hơn, mạnh hơn tại các cơ quan chức năng. Nhờ tác động với enzyme, các dưỡng chất sẽ dễ dàng kích thích sâu đến các mô xương, thúc đẩy quá trình tái tạo mô sụn, phục hồi tổn thương và đem lại hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần so với các phương pháp thông thường. Thưa quý vị và các bạn, Boca được đánh giá là sản phẩm có sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại cùng với những tinh hoa từ thảo dược thiên nhiên, mang lại hiệu quả cao cho những ai đang gặp vấn đề về xương khớp. Và một trong những thành phần chính của sản phẩm ưu việt này đó chính là hoạt chất hypoglycerin trong cây móng quỷ. Và không những thế, viên sủi Boca còn đạt chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Y tế cấp phép nữa đấy Ngọc Ánh ạ. Ngoài ra thì viên sủi xương khớp Boca rất phù hợp cho những tình trạng bệnh như viêm khớp, thoái hóa, thoát vị với những tác dụng chính như hỗ trợ giảm đau thần kinh tọa, đau vai gáy, tê buồn chân tay, chèn ép dây thần kinh do thoái hóa cột sống, đau lưng hay là đau khớp gối. Kháng viêm, hạn chế tình trạng sưng tấy, phù nề hiệu quả và ngoài ra còn giúp tái tạo sụn khớp, tăng dịch nhầy ở khớp, giúp xương chắc khỏe và vận động linh hoạt hơn. Và thêm nữa là chúng ta có thể phục hồi và nuôi dưỡng, ngăn ngừa rất nhiều các biến chứng khác. Vâng thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu thì khi Boca được bào chế dưới dạng viên sủi sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ hấp thụ dưỡng chất lên gấp nhiều lần. Thưa quý vị, hiện nay một hộp viên sủi xương khớp Boca như thế này đang có giá niêm yết là 790.000 đồng trên một hộp. Wow, với rất là nhiều những công dụng tuyệt vời như vậy mà giá của nhà phân phối đưa ra chỉ còn là 790.000 đồng một hộp thôi thì chắc chắn là một ưu đãi cực lớn dành cho khách hàng rồi đúng không ạ? Quý vị hãy nhanh lên đặt hàng ngay trong ngày hôm nay để nhận thêm được nhiều ưu đãi cực lớn đi ạ. Và quý vị thân mến, để đặt hàng thì quý vị vui lòng liên hệ với số hotline 1900 232423 ở phía trên của màn hình. Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các cơn đau nhức xương khớp hay là gặp phải hoặc là có mong muốn đặt hàng, quý vị hãy vui lòng liên hệ với số hotline 1900 232423 ngay trên màn hình quý vị nhé. Boca thì quả thực là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai mà đang bị xương khớp đúng không Ngọc Ánh? Thưa quý vị, khi mà chúng ta cầm Boca trên tay như thế này thì khi nhận hàng quý vị hãy xem phần tem dán của sản phẩm ở trên hộp nhé. Tem của nhà phân phối chính hãng là tem in màu xanh nhạt, hoa văn rất là tinh xảo. Đây quý vị có thể để ý đây ạ. Ở đây thì trên chữ ở trên tem thì được in rõ ràng và có tên công ty Alifaco được in hoa ở giữa. Và ở đây còn có cả mã QR cho quý vị quét ở phần này nữa ạ. Đó, sau khi quý vị kiểm tra kỹ càng tất cả những yếu tố này có ở trên hộp của Boca. Thứ nhất là tem của sản phẩm Boca chính hãng được dán ở phần nắp hộp và mặt có chữ tiếng Đức của bao bì sản phẩm. Có một lưu ý dành cho quý vị là tất cả các loại tem nếu như không giống như miêu tả trên thì đều sẽ là hàng giả, hàng nhái của sản phẩm Boca quý vị nhé. Và sau khi đã kiểm tra tem mác xong thì quý vị hãy cào nhẹ lớp phủ bạc ở trên tem ở phần in chữ Alifaco để lấy được một mã số. Mã số này được cấp riêng cho từng hộp sản phẩm và không có hai mã số giống nhau hoàn toàn. Và đây là mã số không thể làm giả quý vị nhé. Vâng, và ngay sau đó quý vị sẽ nhận được mã số riêng của sản phẩm. Quý vị hãy nhắn tin ngay theo cú pháp XT dấu cách mã số in trên tem rồi gửi đến số 8099. Ngay sau đó, quý vị sẽ nhận được một tin nhắn xác thực đến từ tổng đài Boca kèm số hotline 1900 232423 và dãy số series tương ứng. Quý khách hàng xin lưu ý, mã số series này phải trùng khớp với số series được in bên dưới phần tem cào. Số series và mã số được liên kết với nhau. Mỗi hộp sản phẩm có một cặp số series và mã số riêng.
không trùng khớp với bất kỳ một hộp sản phẩm nào khác. Và nếu như được tin nhắn khác với nội dung như trên, thì quý vị hãy liên hệ ngay với tổng đài của Boca để được xác thực. Với những hiệu quả tuyệt vời trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp, tại sao quý vị còn chần chờ gì nữa mà không lựa chọn Boca trở thành sản phẩm giúp quý vị đẩy lùi các bệnh về xương khớp cũng như ngăn ngừa những biến chứng vô cùng hiệu quả? Vâng, và với những chia sẻ trên đây thì mong rằng là quý vị và các bạn đã có cái nhìn khách quan hơn về viên sủi Boca, hiểu hơn về thành phần, công nghệ cũng như là tác dụng vượt trội của sản phẩm này. Và những thông tin cuối cùng vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một sức khỏe tốt, một hệ xương khớp chắc khỏe và đừng quên sử dụng Boca để cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và có được một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, linh hoạt nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.